Phú Quốc là một vùng đất du lịch nổi tiếng được đông đảo các du khách yêu thích. Một trong những điểm làm nên được thương hiệu cho nơi đây phải kể đến các homestay Phú Quốc, nơi chứa đựng bao tinh hoa của vùng đất xinh đẹp. Hãy cùng với bài viết dưới đây tìm hiểu xem nơi đây có điều gì đặc biệt mà lại thu hút được khách du lịch đến thế nhé. Lotus Homestay Phú Quốc là một trong những homestay Phú Quốc khá nổi tiếng. Lotus tự tin có thể mang đến được cho quý du khách của mình những trải nghiệm có 102 khi đến với đảo Ngọc. Được xây dựng một cách bồng bềnh ngay giữa biển để có thể tạo được cảm giác thoáng đãng và mát mẻ nhất đến với du khách. Bên cạnh đó, những căn homestay tại đây đều được thiết kế theo phong cách hiện đại và trẻ trung nhất, trang bị hệ thống điện nghi bậc nhất. Có lẽ vì vậy mà Lotus luôn là điểm đến được ưu tiên của hầu hết những khách du lịch. Địa chỉ thuộc tổ 5 cây sao, phường Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc, mức giá tham khảo chỉ từ 1 triệu đồng Việt Nam vừa nở homestay Phú Quốc. Tòa lạc tại rìa phía đông của đảo Ngọc Bernaner là một homestay ở Phú Quốc được lựa chọn làm nơi cư trú của hầu hết những du khách. Khi đến đây, chúng ta sẽ được tận hưởng sự yên bình, đằm thắm như đang được hòa mình vào cùng với thiên nhiên và cỏ cây. Hệ thống tiện nghi tại Bernaner luôn được du khách đánh giá cao khi trang bị hầu hết những thiết bị tiện ích và hiện đại hàng đầu, giúp cho kỳ nghỉ dưỡng của chúng ta được trọn vẹn nhất. Địa chỉ thuộc tổ 5 của ấp Cây Sao, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, liên hệ 0975989647. Peace House Phú Quốc. Peace House là cái tên mà mỗi khi nhắc đến thì chúng ta có thể tưởng tượng ra được khung cảnh bình yên, thư thái và tách biệt với thế giới bên ngoài nhất. Đúng như vậy, khi đến với một trong top homestay Phú Quốc này thì các du khách sẽ tận hưởng được sự thanh bình và lãng mạn nhất khi được hòa mình cùng với thiên nhiên. Nếu bạn đang muốn trốn khỏi những xô bồ và tấp nập nơi chốn thị thành thì đừng nên bỏ qua nơi đây nhé. Địa chỉ Residential Quarter 10 thuộc thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, mức giá tham khảo chỉ từ 420.000 đồng Việt Nam. April 4 Homestay Phú Quốc. Ẩn mình tại Phú Quốc xinh đẹp là một căn homestay có thể mang đến được cho chúng ta sự ấm cúng và thân mật nhất. April 4 mang lại khá nhiều những dịch vụ tiện ích hàng đầu mà khi đến đây, các du khách sẽ được trải nghiệm từ A đến Z. Đừng nên bỏ lỡ sự hiện đại và ấm cúng cùng với những người thân yêu nhất của mình khi đến với nơi đây nhé. Địa chỉ số 121/8 đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc, liên hệ 0912909090. The White House Phú Quốc. Không gian nghỉ dưỡng an yên và thanh bình thì không thể nào không nhắc đến The White House. Nơi đây là một trong những Phú Quốc homestay nhận được nhiều sự tín nhiệm đến từ các đối tượng du khách khác nhau. Đặc biệt là đối với những gia đình khi muốn được nghỉ dưỡng cùng nhau thì luôn ưu tiên lựa chọn The White House. Đọc thêm, Hòn Dăm Island Hideaway biệt lập giữa lòng biển đảo. Bởi thiết kế không gian thoáng đãng, mát mẻ cùng với thiên nhiên thơ mộng bao bọc xung quanh chính là những điểm thu hút đặc biệt của nơi đây. Địa chỉ thuộc hẻm 111 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, huyện đảo Phú Quốc, liên hệ 0918686870. Rùa Homestay Phú Quốc. Một trong số các homestay ở Phú Quốc nhận được khá sự yêu mến đến từ du khách không chỉ là trong nước mà còn có cả bạn bè quốc tế, đó là Rùa Homestay. Chính nhờ vào sự nhẹ nhàng, độc đáo mà không kém phần tinh tế của mình trong lối thiết kế đã làm cho nơi đây mang một vẻ đẹp như đang hòa quyện với biển cả. Hãy thử một lần đến với Rùa Homestay để có thể tận hưởng được vẻ đẹp vào buổi bình minh cũng như là nắng chiều hoàng hôn. Địa điểm thuộc hẻm 111 đường Trần Phú, xã Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, mức giá tham khảo chỉ từ 600.000 đồng Việt Nam. The Costis Phú Quốc được nhận xét là một trong các homestay Phú Quốc xinh đẹp và đáng để có thể đến nghỉ dưỡng một lần trong đời. The Costis luôn là địa chỉ uy tín hàng đầu để mọi người có thể gửi gắm trong chuyến đi của mình. Hệ thống phòng ốc tại đây được đầu tư khá kỹ lưỡng để có thể mang lại được sự tiện nghi bậc nhất hàng đầu đến với du khách của mình. Địa chỉ thuộc xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc, liên hệ 0909449519. Nhiên Homestay Phú Quốc. Nhiên Homestay là một trong các địa chỉ quen thuộc của hầu hết những du khách khi đi du lịch đến Phú Quốc bằng cách tự túc. Khi lưu trú tại đây, chúng ta có thể tạm thời được làm chủ cả căn hộ mang một màu xanh pastel xinh đẹp và lãng mạn nhất. Diện tích khá rộng, khoảng 130m² và được trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất tiện nghi nhất, hiện đại nhất. Nhiên Homestay luôn nằm trong danh sách các homestay ưu tiên của du khách khi muốn vi vu cùng gia đình hay nhóm bạn của mình một cách thoải mái nhất.
địa chỉ thuộc tổ 2 ấp Suối Đá, huyện đảo Phú Quốc, liên hệ 0967618507. Mini Homestay Phú Quốc. Một trong các homestay đẹp ở Phú Quốc nằm ngay ở vị trí trung tâm thành phố. Mang trên mình thiết kế đặc biệt tạo được nhiều điểm nhấn đến với các cặp đôi khi đến với nơi đây. Những căn nhà mái lá giản dị đậm chất vùng biển mặt ngoài mái hiên là một bãi cát trắng với hàng loạt các góc sống ảo siêu xinh để hội chị em chúng mình vô tư check-in. Bên trong các căn phòng bao gồm nội thất khá sang trọng và hiện đại để du khách được thoải mái nhất. Địa chỉ số 141 đường Trần Hưng Đạo thuộc xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc, mức giá tham khảo chỉ từ 400.000 đồng Việt Nam, 800.000 đồng Việt Nam, một đêm, liên hệ 0973-410-871 Senlot Homestay Phú Quốc. Senlot Homestay được biết đến với một cái tên vô cùng độc đáo, đó là những ngôi nhà trên cây. Căn homestay này sở hữu một chuỗi những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh và được mọc trên thân của những cây cổ thụ. Khi đến đây, chúng ta sẽ có được cảm giác như đang lạc vào một thế giới cổ tích và thần tiên nào đó mà lúc nhỏ vẫn thường được nghe bà kể chuyện. Chính nhờ vào sự đặc biệt ấy mà nơi đây luôn nhận được sự đón chào đặc biệt của hàng loạt du khách. Địa chỉ thuộc ấp Cửa Lấp, huyện đảo Phú Quốc, liên hệ 0868313817. Đọc thêm, The Homie Sóc Sơn trốn nghỉ dưỡng lý tưởng để tìm về sự bình yên. The Little Corner Homestay Phú Quốc là một homestay Phú Quốc gần biển mà gần đây đang được rất nhiều các du khách săn đón. Bởi không gian thoáng mát thơ mộng cùng với những tiện nghi được tích hợp hàng đầu khi đến đây nghỉ dưỡng chính là một điểm nhấn đặc biệt của The Little Corner. Địa chỉ thuộc xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc, liên hệ 0901243390 Homestay Phú Huy Phú Quốc. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng bình dân nhưng không kém phần hiện đại và tiện nghi thì nhà nghỉ Phú Huy chính là một gợi ý hoàn hảo đến với chúng ta. Phú Huy mang trên mình vẻ đẹp giản dị, bình yên như chính khung cảnh và con người nơi đây vậy. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi bên trong mỗi phòng chính là điều mà các du khách khá là yêu thích khi đến với nơi đây. Địa chỉ thuộc thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, liên hệ 0933643435. The Fish Homestay Phú Quốc. The Fish Homestay Phú Quốc là một cái tên hoàn toàn mới toanh đối với những du khách khi đến Phú Quốc nghỉ dưỡng và du lịch. Tuy chỉ mới đi vào hoạt động trong thời gian gần đây nhưng The Fish luôn nhận được nhiều sự yêu mến đến từ các khách hàng của mình. Được thiết kế và xây dựng theo kiểu không gian mở nên rất thích hợp đối với những ai đam mê sự tự do và phóng khoáng. Bên cạnh đó lại được gần gũi với thiên nhiên nên nơi đây luôn mang đến cho các vị khách của mình sự yên bình thoáng mát bên cạnh thiên nhiên thơ mộng. Địa điểm số 113/13 đường Trần Hưng Đạo thuộc xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc, mức giá tham khảo chỉ từ 300.000 đồng Việt Nam, The May Homestay Phú Quốc. Một homestay đẹp Phú Quốc nữa mà chúng ta không thể nào bỏ qua được đó chính là The May Garden Stay. Nơi đây chính là một địa điểm sống ảo cực chất mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. Bất kỳ một góc nào tại nơi đây chúng ta cũng có thể cho ra được những bức hình siêu đít. Với thiết kế cổ điển được kết hợp với tôn trắng, đi kèm với đó chính là các vật dụng được làm bằng gỗ sẽ tạo nên một cảm giác trầm lặng nhưng ấm cúng đến lạ. Địa điểm thuộc đường 30/4, ấp Suối Đá, xã Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, mức giá tham khảo chỉ từ 540.000 đồng Việt Nam, Bebe Homestay Phú Quốc. Một căn homestay theo phong cách vintage rất đáng để chúng ta thử một lần khi đến du lịch tại đảo Ngọc Phú Quốc, đó chính là Bed Homestay. Đến bạn vẫn còn đang phân vân không biết nên lựa chọn homestay như thế nào để có thể vừa thoải mái tiện nghi mà lại vừa đáp ứng được với những nhu cầu của khách hàng đưa ra. Bed sẽ giúp bạn trải nghiệm điều đó khi đến với nơi đây. Địa chỉ ấp Búng Bội, xã Gành Gió, huyện đảo Phú Quốc, liên hệ 0976657887 Tropical Garden Homestay Phú Quốc. Nếu bạn đang cần tìm kiếm một căn homestay Phú Quốc giá rẻ thì đừng nên bỏ qua Tropical Garden này nhé. Nơi đây sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị nhất, đáng nhớ nhất với vườn cây bao bọc xung quanh khu homestay. Không khí trong lành, mát mẻ cùng với những tiện nghi mà nơi đây mang đến sẽ giúp cho bạn có được kỳ nghỉ dưỡng đáng nhớ nhất. Địa chỉ thuộc tổ 3, đường Lê Thúc Nha, xã Ông Lang, huyện đảo Phú Quốc, liên hệ 0297-3994-804. Đọc thêm, DD Silla V Homestay, trải nghiệm tuyệt vời tuổi thanh xuân. Homestay Larina Big House Phú Quốc. Larina Big House là một căn homestay gây được ấn tượng khá mạnh mẽ ngay đối với những du khách ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
với cách bày trí hiện đại, khoa học cùng với một hệ thống những phòng ốc được thiết kế sang trọng, nơi đây chắc chắn là điểm dừng chân số 1 đối với các du khách khi đến với Phú Quốc. Homestay còn sở hữu tầm nhìn hướng ra biển vô cùng tuyệt đẹp, các du khách có thể tự do thả lỏng mình với tiếng sóng vỗ rì rào hay làn gió biển mát rượi, gạt bỏ đi được những ồn ào và áp lực ngoài kia. Địa chỉ thuộc khu 7, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, liên hệ 0939540477 Hòn Dăm Island Hideaway Phú Quốc. Nếu như bạn là người yêu thích vẻ đẹp của các hòn đảo hoang sơ thì nhất định phải ghé đến Hòn Dăm Island Hideaway Phú Quốc này ngay nhé. Nơi đây chính là một trong số ít các hòn đảo vẫn còn giữ được sự hoang sơ và mộc mạc nguyên thủy ở Phú Quốc. Hòn Dăm Island Hideaway là một trong các homestay tại Phú Quốc nhận được nhiều sự yêu mến đến từ khách hàng bởi chính sự mộc mạc và giản dị ấy. Nơi đây chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị đấy. Địa chỉ thuộc Hòn Dăm trong huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, liên hệ 0939373839 Mia Homestay Phú Quốc. Là một trong các khu nghỉ dưỡng cao cấp của Phú Quốc, Mia Homestay tự hào là điểm đến hàng đầu của các du khách khi đến với đảo Ngọc du lịch và nghỉ dưỡng. Hệ thống phòng ốc tiện nghi cùng với sự phục vụ tận tâm của đội ngũ những chuyên viên chính là điểm làm nên sự đặc biệt của riêng Mia. Địa chỉ thuộc đường Lê Thích Nha, tổ 3, xã Ông Lang, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, liên hệ 0933969966 Daisy Homestay Phú Quốc. Khi đến du lịch Phú Quốc thì chắc hẳn chúng ta chẳng còn xa lạ gì đối với loại hình nghỉ dưỡng bungalow đang được yêu thích trong thời gian qua. Daisy thuộc top những homestay Phú Quốc với tiêu chuẩn 3 sao đầy đủ tiện nghi và màu sắc bắt mắt. Tuy diện tích của các căn bungalow không quá lớn nhưng bên trong được trang bị đầy đủ tiện nghi không hề thua kém một khách sạn nào khác có cùng phân khúc. Hãy đến với nơi đây để có thể tận hưởng được sự tuyệt vời ấy nhé. Địa chỉ: đường Cách Mạng Tháng 8, thuộc khu 10, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, liên hệ 0945843205 Seaside Homestay Phú Quốc. Một homestay Phú Quốc view biển giá rẻ nửa khá phù hợp đối với những ai yêu thích các kiến trúc nhà vườn bình dị, mộc mạc. Seaside Homestay được thiết kế khá đơn giản với nhiều đồ nội thất cơ bản, không quá cầu kỳ với các chi tiết trang trí. Sử dụng gam màu đỏ đất để có thể mang lại sự ấm cúng và thân thiện nhất đến với những du khách của mình, kết hợp với hệ thống cây xanh trong nhà càng làm cho không khí được mát mẻ và trong lành hơn. Địa chỉ: xã Ông Lan, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, liên hệ 0976-628-448, mức giá tham khảo khoảng 500.000 đồng Việt Nam, một người, một đêm. Trên đây là những homestay Phú Quốc chất chơi và đáp ứng được hầu hết những yêu cầu sang xịn mịn của hầu hết các du khách. Mong rằng các thông tin ấy sẽ giúp ích được cho bạn vào chuyến du lịch Phú Quốc gần nhất của mình nhé.